gần biển Galilea, và người lên ngồi trên núi. Dân chúng lũ lượt đến cùng người, đem theo kẻ câm, mù, què, liệt và nhiều người khác, và đặt họ dưới chân người. Người đã chữa lành họ. Dân chúng kinh ngạc nhìn thấy kẻ câm nói được, người què bước đi và người đuôi lại thấy, và họ tôn vinh Thiên Chúa Israel. Còn Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ mà phán: Ta thương xót đoàn lũ này, vì đã 3 ngày họ ở lại với ta nhưng không có gì ăn. Ta không muốn cho họ về bụng đói, sợ họ té xỉu dọc đường. Các môn đệ thưa Ngài: Chúng tôi lấy đâu cho đủ bánh trong hoang địa này mà cho ngần ấy dân chúng ăn no? Chúa Giêsu nói với họ: Các ngươi có bao nhiêu chiếc bánh? Họ thưa: Có 7 chiếc và 1 ít con cá nhỏ. Người truyền dân chúng ngồi xuống đất, người cầm lấy 7 chiếc bánh và 7 con cá, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các môn đệ đem cho dân chúng, tất cả đều ăn no, và mảnh vụn còn lại người ta thu lượm được 7 thùng đầy. Số người ăn đã lên tới 4.000, không kể đàn bà con nít. Sau khi giải tán dân chúng, người bước lên thuyền và đến địa phận Magadan. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý sơ, quý bà, anh chị em, tin mừng Chúa Nhật vừa qua, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta hãy tỉnh thức, hãy tỉnh thức, hãy tỉnh thức, bởi vì Ngài sẽ trở lại một cách bất ngờ để phán xét. Và lúc đấy, nếu như chúng ta còn sống trong tội trong thì thật là khốn khổ cho chúng ta. Có nhiều người, người ta lý luận rằng như vậy thì Chúa của chúng ta ác độc, chơi trò Putin, cứ rình rình nếu may đang phạm tội trọng mà tận thế đến, hay giờ chết đến thì không có kịp ăn năn sám hối, Chúa của chúng ta có vẻ ác quá. Tuy nhiên khi chúng ta nghe bài tin mừng ngày hôm nay thì rõ ràng cái nhận định đó không đúng. Bởi vì Chúa Giêsu của chúng ta là đấng rất là thương xót. Thầy chạy lòng thương đám đông vì họ ở luôn với Thầy đã 3 ngày rồi và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường. Matthew chương 15 câu 32. Chúa Giêsu nói lời này sau khi Ngài đã thương xót dân chúng, đã chữa lành biết bao nhiêu bệnh tật, người mù, người què, người câm điếc và tất cả những bệnh tật khác. Và có thể nói rằng dân chúng cứ ai đến với Ngài đều Ngài được thương xót và chữa lành. Nên là Chúa của chúng ta không ác độc mà Ngài tỏ lòng thương xót. Và sau khi thương xót như vậy, Ngài vẫn tiếp tục xót thương thì thấy dân chúng đói, và Ngài đã thể hiện cái tấm lòng xót thương đó khi làm phép lạ, hóa bánh ra nhiều để nuôi sống dân chúng. Chúng ta đặt một câu hỏi cho chính bản thân của chúng ta đang hiện diện nơi đây: chúng ta có đang đói khát không? Xét về mặt thể lý thì chúng ta có thể trả lời là không, chúng ta không đói khát. Thậm chí có một số người còn có của ăn của để, còn dự tính để lại căn nhà này hay là cái tài sản khác cho con cháu của mình khi chúng ta được Chúa gọi về. Nên về mặt thể lý chúng ta không đói khát, nhưng về mặt linh hồn thì chúng ta có thể có đói khát. Có thể ngồi ở đây mà vẫn đang đói khát.
nói khác lời Chúa, nói khác mình thánh Chúa. Về việc nói khác lời Chúa thì có thể chúng ta vẫn nghe lời Chúa đấy, vẫn nghe giảng đấy, mà chúng ta không có tập trung hoặc là không chủ động để lắng nghe mà chỉ nghe cho có. Thì cho dù chúng ta có đang nghe, chúng ta vẫn cứ đang nói. Nên chúng ta hãy cố gắng đọc lời Chúa, suy niệm và lắng nghe những bài giảng dạy một cách chủ động. Có mấy người nói là còn có cái điện thoại, có cái iPad, là suốt ngày ở trên mạng có ông cha nào hay đức cha nào giảng là con nghe từ ngày này qua ngày nọ. Điều đó thì rất tốt và có thể làm cho chúng ta được non thỏa. Nhưng con xin gợi lên rằng xin nghe thì xin cố gắng mà sống, chứ để có nghe không thì không đủ. Chúng ta sẽ vẫn cứ đó. Về mặt thánh thể, chúng ta có thể đói khát thánh thể. Và kinh nghiệm của cái lần, hai lần đại dịch vừa rồi cho chúng ta có cái kinh nghiệm đó. Dự lễ online không được rước mình thánh Chúa, nhiều người cảm thấy đói khát. Có người trong cái dịp tuần thánh mang đến một cái, con nói là chắc là cái hộp nó nhỏ nhỏ như vậy, nói là thưa cha, con dự lễ online mà cả gia đình con rất là nghiêm túc, ăn mặc chỉnh tề rồi ngồi tác phong, nhưng mà không có được dự lễ nên là bức rứt quá. Cha cho con xin đi mình thánh Chúa, rồi lúc ở trên đó rồi các cha cho một vài người rước lễ, thì ở dưới đây con cũng cho con và cho vợ con được rước lễ. Cái đó chắc chắn là không được rồi. Nhưng mà con muốn nói là cái tinh thần của cái người đó đang cảm thấy mình bị đói khát, điều đó cũng là một ơn của Chúa. Tại vì khi cảm thấy đói khát, chúng ta mới tìm kiếm. Và khi chúng ta được dự thánh lễ trực tiếp như vậy thì chúng ta hãy tạ ơn Chúa và cũng thêm lời cầu nguyện, bởi vì đâu đó hình như là cũng có người bị nhiễm trong Sài Gòn, nên chúng ta thêm lời cầu nguyện để chúng ta không có bị quay trở lại cái sự đói khát thánh thể như là kinh nghiệm hai lần dịch vừa rồi chúng ta đã từng trải qua. Và khi chúng ta được Chúa nuôi dưỡng một cách no thỏa về lời Chúa, về mình thánh Chúa, cũng như là thân xác chúng ta được no thỏa về mặt lương thực, chúng ta được mời gọi hãy làm cho cái lòng thương xót của Chúa đó được lan tỏa bằng chính sự giúp đỡ của chúng ta cho người khác, giúp đỡ cả về mặt vật chất lẫn như về mặt tinh thần. Và nhờ đó lòng thương xót của Chúa sẽ được thể hiện, và người ta sẽ không còn xem Chúa của chúng ta là một người ác độc cứ rình rình chúng ta phạm tội để mà hiện ra, để mà phán xét.